Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dự án OpenIntu. Hiện nay thì dự án này thì chủ yếu sẽ tập trung vào công thức chiến thắng trong phát triển blockchain cho ngày nay và ngày mai. Thì hiện nay thì việc bắt đầu bán thẻ của dự án này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5, tức là chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là sẽ kết thúc vào việc bán dự án này rồi. Các bạn hãy nhanh chóng đăng ký tham gia ngay. Hiện nay thì đối với việc xếp hạng của dự án OpenIntu trên các sàn hoặc là trên các phần thông tin đạt số điểm rất là cao, như trên StatBase cộng thì đạt 3.5, 3.7 trên 5, và IsoBand đạt 4.7, Check ICO đạt 4.6, ISO Ranker đạt 98%, ISO Mart thì đạt 9.6%, 96 điểm. Hiện nay thì vậy thì OpenIntu là gì? OpenIntu sẽ là một khái niệm căn bản trong các hệ sinh thái blockchain. Đây sẽ là một blockchain chơi và chạy ứng dụng middleware được xây dựng trên Hyperledger Fabric để sử dụng trên toàn bộ các nền tảng thương mại điện tử và doanh nghiệp. Sẽ sử dụng Audit như một lớp tích hợp giữa các hệ thống hiện có, cho phép triển khai nhanh chóng công nghệ blockchain mà không cần phải thay thế các hệ thống hiện tại. Đây là video giới thiệu về dự án True. Bạn có thể xem chi tiết trên website. Video này thì dài khoảng 3 phút, hơn 3 phút thôi. Thì đây là video giới thiệu ngắn gọn về OpenIntu. OpenIntu sẽ giúp cho các nhà đầu tư giúp có thể giảm tối đa 5% hàng hóa nhập khẩu vào EU và các phiên bản giả mạo của các sản phẩm chính hãng. OpenIntu sẽ giúp cung cấp một hồ sơ về nguồn gốc sản xuất và xuất xứ, đảm bảo rằng hàng hóa chính hãng sẽ dễ dàng được xác định trong khi nêu bật các sản phẩm gian lận. Thứ hai, đó là việc trong năm 2016 sẽ có khoảng 100 đô la chi tiêu thông qua kênh thương mại điện tử, và những kẻ gian lận đã lấy cắp khoảng 5,65 sen. Thật danh tính duy nhất của OpenIntu, và đây sẽ là một danh tính giúp làm giảm hình thức gian lận thông thường. Theo các nhà cung cấp thì cổng thanh toán thường tính phí 2,9% để sử dụng dịch vụ của họ. Vậy thì giải pháp của Auditude sẽ cung cấp cơ chế thanh toán dựa trên tiền điện tử thay thế chi phí thấp hơn so với hiện tại. Việc tích hợp công nghệ blockchain gồm có plug and play của Aptitude sẽ cho phép tích hợp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí của hệ thống này. Bạn có thể tìm thấy thông tin về dự án qua Forbes này, Reuters này, Cerebral, Payment Eye, Bitcoinist, vân vân. Dưới đây là một vài bài báo về Aptitude như là Aptitude. Hiện nay thì việc bán số lượng lớn đang chấm nhanh chóng, và chúng tôi muốn chia sẻ với cộng đồng của chúng tôi về những người đóng góp thêm thông tin về kế hoạch của chúng tôi. Dưới đây sẽ là một bài phát thảo những gì mà các bạn ấy đã đạt được. Bạn có thể xem chi tiết bài báo này. Và thì Optis sẽ không phải là một ứng dụng blockchain giải pháp đơn lẻ, nó lớn hơn nhiều. Tầm nhìn của họ sẽ cho một doanh nghiệp đó là tiên phong, không chỉ làm tăng giá trị thông qua các giải pháp phần mềm trung gian thương mại điện tử của chúng tôi còn thúc đẩy việc áp dụng công nghệ blockchain chủ đạo thông qua việc thiết lập hệ sinh thái blockchain. Điều này sẽ cho phép chúng tôi chia sẻ mã, bài học và tài nguyên của chúng tôi để giúp bắt đầu các dự án khởi động blockchain và phát triển ứng dụng khác. Khi cho phép mọi người tạo các giải pháp blockchain, đảm bảo rằng Optimus là một doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển và phát triển không chỉ trong thị trường bán lẻ trực tuyến, nhưng ngoài ra sẽ đẩy blockchain vào dòng chính. Hiện nay thì dự án này thì đang thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt công nghệ blockchain. Cho dù bạn có là một doanh nghiệp lớn với phạm vi tiếp cận toàn cầu, hay một doanh nghiệp nhỏ muốn phát triển, hoặc một cá nhân muốn tin tưởng, bảo mật và dễ dàng tương tác trực tuyến với mục đích là như nhau. Rồi, đây sẽ là video giới thiệu về tầm nhìn của OpenIntu. Video này thì dài khoảng 2,25 phút. Đối với dự án này thì đang có kết hợp với Swisscom Blockchain, William Martin Racing, CS Card. Dưới đây đó là lộ trình của Aptitude. Về năm 2017 thì tạo ra ý tưởng, nhóm được
đội ngũ team được tuyển dụng. Quý 4, đa ra phần thông báo sách kỹ thuật đã được tạo ra. Đối với quý 1 năm 2018, white paper và trang web đã được phát hành trực tiếp, danh sách trắng trước khi bán, tạo ra bằng chứng về khái niệm, phát hành cộng đồng của mã và bán mã thông báo. Việc có hoàn thành trường hợp kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái tối thiểu. Quý 2 năm 2018 sẽ bắt đầu công bố đối tác công nghệ, làm việc trên giai đoạn 1-2, tạo các mã tích hợp, tạo các nút sản xuất trực tiếp. Quý 3 năm 2018 thì bắt đầu hoàn thành giai đoạn 1, chạy thử nghiệm và phát triển mô hình hoạt động và quản trị. Đối sau từ bắt đầu đầu năm 2019 đến sau thì sẽ đi sâu vào sản xuất đầy đủ và hệ sinh thái phát triển, nuôi dưỡng tiêu chuẩn hóa và khởi chạy giai đoạn 2 khi dự án đã sẵn sàng. Bạn có thể xem đầy đủ lộ trình chi tiết ở tại đây. Tiếp theo đó là về phần bán mã thông báo Echo. Đây là mã thông báo tiện ích sẽ được khởi chạy cùng với hệ sinh thái và nền tảng Amplitude. Thương nhân và khách hàng và các nhà cung cấp sẽ kiếm được vào việc mua Ecom trong hệ sinh thái Amplitude. Mã thông báo sẽ được phục vụ một số chức năng. Nhưng đối với giai đoạn bán trước thì đã kết thúc rồi và được giảm giá là 15%. Đối với chương trình thứ hai thì sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 5. Và hiện nay thì đã có khoảng 50 triệu người tham gia và 50 triệu mã thông báo. Nhóm cố vấn thì hiện nay thì đây là một phương tiện gây quỹ cho sự phát triển lâu dài của Optitrip. Giá mã thông báo thì một Ecom sẽ bằng 0,46C, tổng nguồn cung cấp sẽ 55 triệu. Mã thông báo Ecom được dựa trên ERC20 và nền tảng đó là Hyperledger. Dưới đây sẽ là một vài câu hỏi thường gặp về dự án. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết ở đây. Rồi. Những câu hỏi này thì bạn nếu như có vẫn còn muốn tìm kiếm một câu hỏi, bạn có thể tìm kiếm ở tại đây. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về những câu hỏi ở đây. Dưới đây sẽ là những phần thông tin nhắc lại về lợi ích khi mà bạn sử dụng Alitip. Đầu tiên là bạn có thể được yên tâm với một nền tảng đầu tư an toàn. Với đội ngũ hơn 60 năm kinh nghiệm trong thương mại điện tử, công nghệ và bán lẻ. Đối với dự án này sẽ không có cá voi hay cá mập, khả năng tiếp cận cho tất cả các nhà đầu tư, không chỉ là một vài lựa chọn thông qua giới hạn 50.000 đô la cho mỗi người. Ví của bạn sẽ là ví cá nhân của bạn thay thế một địa chỉ hợp đồng thông minh. Bạn có thể tham gia một cộng đồng lớn, sôi nổi và gắn kết. Hiện nay sự đa dạng của những người tham gia có thể bảo vệ chống lại sự biến động thị trường, truyền bá quyền sở hữu, thông báo mã rộng và sự tự tin khi quan hệ với đối tác và doanh nghiệp toàn cầu có tên tuổi lớn, hỗ trợ Optimist trên giai đoạn phát triển. Trên đây là những thông tin về dự án Optimist. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hiện nay thì chỉ còn 2 ngày nữa để mua token Optimist. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.